Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì cho phép tôi giới thiệu với các bạn một chút về cái bờ dậu này của tôi. Cũng giống như là cho tôi than khổ một chút thôi mà. Cái phần bờ dậu này các bạn nhìn thấy là nó màu nâu sẫm rồi đúng không? Rất là đẹp. Thì cái phần dậu này đấy là tôi mua là bằng loại trúc. Nguồn gốc thì không biết là nó của châu Á mình hay của Việt Nam mình thì tôi không biết là có phải hay không. Nhưng mà như cái phần này thì các bạn nhìn thấy là còn rất là dài và chưa sơn kịp. Cái bờ dậu này thì tôi làm cũng đã được 2 mùa hè rồi. Và để sơn được cái bờ dậu dài như này, như các bạn đang nhìn tôi đang quay đấy đúng không? Nó rất là dài. Dài lắm, xuống tận phía dưới này. Xung quanh tòa nhà của tôi thì phần dậu nào tôi cũng sơn màu nâu như này. Than khổ một chút là vì như các bạn biết là cái phần dậu này thì nó bằng trúc mà gốc của nó thì rất là rắn, nhưng mà để sơn được nó tại sao lại lâu và phải chờ đến bây giờ là 2 mùa hè rồi mà vẫn chưa sơn được xong, là vì khi buộc nó lên thì nó vẫn còn tươi. Sau đó bây giờ muốn sơn được nâu thì như các bạn nhìn cái vỏ này đấy, thì những cái cây thân cây trúc ấy là phải bóc cái áo này ra các bạn này, nó nhiều lắm bạn ạ. Đấy thì tôi mới dọn xong được cái đoạn này đấy, và bây giờ lại bóc tiếp như thế này thì dùng các cái thiết bị thủ công như thế này thôi đấy, và cạy từng cái vỏ này ra này các bạn này. Đấy, phải cạy từng cái phần vỏ như này ra này. Đấy, phải rút hết những cái phần vỏ này ra xong. Thì cái vỏ áo này nó chờ đến 2 năm rồi, qua một mùa đông và 2 mùa hè rồi, nhưng mà nó cũng không bong hết. Thì nó vẫn còn sót lại những cái áo như này. Và nhiều lắm các bạn. Nhiều lắm. Thì phải bóc hết được cái áo này ra. Nếu như mà không bóc được cái áo này ra đấy thì sơn ấy thì nó sẽ không dính được. Thì đây các bạn nhìn nhé, khi bóc ra xong ấy thì nó nhẵn nhụi như thế này, nó còn sót lại chẳng hạn như là sót lại những cái con như này. Mình vẫn phải bóc. Thế và thời gian thì cũng như mọi người thôi, cũng rất là vất vả phải đi làm từ sáng đến chiều tối. Và tôi cũng chỉ có khoảng 2-3-4 tiếng chiều tối. Nếu là mùa hè thì bắt đầu làm được từ 5-6 giờ đến 9-10 giờ đêm. Trời nó còn đủ sáng. Châu Âu thì mùa hè nó dài. Nhưng mà bây giờ trời lạnh rồi. Cuối tháng 10 rồi. Đầu tháng 11 đến nơi rồi thì là 7 giờ nó đã tối lắm, không nhìn thấy gì. Đi làm 5 giờ về chỉ sơn được khoảng 2 tiếng rưỡi thời gian thôi. Thế và khi sơn thì thưa với các bạn là con lăn thì tôi lăn như thế này đây. Và nó cũng mất rất là nhiều thời gian. Ví dụ như cái con lăn này thì lăn rất là nhanh các bạn ạ. Đấy, trông như này thì rất là nhanh. Nhưng mà trên thực tế thì là cái dậu này nó không phải là phẳng tuyệt đối. Tôi thì yêu màu nâu và yêu nhiều vật liệu gần gũi với thiên nhiên. Cho nên như hôm trước cái clip trước giới thiệu với các bạn ấy là xung quanh tòa nhà ở đường trước đường sau đều làm các vật liệu bằng gỗ đấy. Thì cái phần lăn con lăn như này xong ấy, thì nó lại còn sót lại những cái khe như này các bạn này. Đấy. Thế rồi là lại phải sơn bằng tay như thế này. Và cả một cái bức dậu như thế này. Cái phần tường này của tôi dài cũng phải đến 40-50 mét. Và chiều cao thì khoảng 2 mét. Thế thì nó cũng chỉ có khoảng 100 mét vuông hoặc hơn 100 mét vuông trên một mặt này thôi. Tôi không tính là dàn rồi dậu xung quanh tòa nhà. Nhưng mà để ngồi sơn như này các bạn, thì tôi làm như là mùa đông ấy, 4 tiếng. À mùa hè 4 tiếng ấy. 5 tiếng buổi chiều tối đi làm về 9-10 giờ đêm ấy. Thì tôi chỉ sơn được nhiều lắm là 4 mét chiều dài. Với lại 2 mét chiều cao này là được khoảng 8 mét vuông hoặc là 10 mét vuông trong cái 4 tiếng đấy thôi. Thì phải sơn đi sơn lại 1-2-3 lần ấy thì nó mới đẹp được. Thế còn nếu như mùa đông này đi làm về 5 giờ chiều ấy thì phải khẩn trương làm đến 7 giờ, 7 rưỡi tối là không nhìn thấy gì. Thì 2 tiếng đấy tôi cũng chỉ sơn được 2 mét chiều dài với 2 mét chiều cao thôi. Thì là được khoảng 4 mét vuông mà phải làm cần lực đấy các bạn ạ.
là đấy là chỉ sơn thôi đấy. Chứ còn nếu như mà tôi đi bóc những cái vỏ áo như là lúc trước tôi giới thiệu với các bạn đây, đến phần này là tôi chưa bóc xong này. Đấy, đi nếu mà đi bóc những cái vỏ áo như này đấy, thì để bóc được 3-4 mét vuông xong rồi để ngày hôm cho ngày hôm sau sơn đấy, thì lại cũng phải mất vài tiếng để đi bóc được 3-4 tiếng mới đi bóc được hết khoảng 2-3-4 mét vuông. Rồi bắt đầu làm sạch cái nền xong rồi về mới sơn các bạn. Thì lăn con lăn như này thì nhìn thì nó có vẻ nhanh đấy. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, thì lăn như thế này thì nó có vẻ nhanh đấy. Thế nhưng mà cái con lăn này thì làm bằng thủ công mà. Mình không có các cái hệ thống máy móc nên là làm bằng tay thôi. Toàn bộ những cái phần này nó lại sót lại. Sót lại nhiều lắm. Nên là cứ phải sơn như này thôi. Ôi giời, ngày nào cũng chỉ mong được 4-5 mét vuông thôi mà. Sao nó lâu thế? Hôm nay là nói về mỗi cái phần bờ rộng này thôi các bạn nhé. Thì là bằng trúc, cứ cho tôi gọi tạm bằng trúc Việt Nam đi, trúc thật đấy, trúc original đấy. Khổ nỗi muốn đẹp thì phải gian khổ một tí. Cái sợ gian khổ thì không sợ các bạn ạ. Cái vấn đề là phải rất là kiên trì thì mới làm được 100 mét vuông của bức tường bên đây. Và chưa nói đến các bức tường khác. Thì chia sẻ rồi là tâm sự với các bạn như thế một chút để các bạn hiểu của những người mà yêu vườn rồi là tập làm nông dân thì nó cũng có những cái phần gian khổ như thế nào. Và khi bức tường xong như thế này rồi các bạn nhìn nhé, thì nó rất là đẹp, thật sự là đẹp lắm đấy. Nhưng mà để kéo dài cho nó được 3-4 mét vuông cứ tiếp theo mỗi ngày thì nó cũng là một vấn đề đấy, rất là kiên trì. Hình ảnh của tôi các bạn nhìn thì ống người, quần áo này, sơn xiếc dính đầy người cả. Thì hôm nay tôi cũng chỉ làm một clip ngắn này thôi, chia sẻ với các bạn một chút về vấn đề vào đậu trúc Việt Nam. Có cái điều gì đó nó cũng chưa ổn lắm thì mong các bạn thông cảm nhé. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ, chia sẻ và động viên. Thì xin cảm ơn nhiều nhé, cảm ơn đã xem clip của tôi nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn clip sau nhé. Bye bye.